cuộc tìm kiếm dấu vết của những thời kỳ bí ẩn. Liệu một thanh gươm mang sức mạnh thần bí có thực sự tồn tại? Lâu đài Camelot nổi tiếng nằm ở đâu? Vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn là ai? Đâu là nơi có lâu đài chén thánh huyền thoại và lâu đài cất giữ linh vật bí mật nhất của những người Cơ Đốc giáo? Chén thánh. The Holy Grail. Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu từ vùng phía tây nam nước Đức, nơi các nhà khảo cổ học đã tìm thấy phần mộ của một hoàng tử người Center. Ông được chôn cất khoảng 2.500 năm trước. Cùng với thi hài của ông, người ta đã tìm thấy một chiếc bình bằng đồng quý giá làm đồ tế lễ. Bước đầu tiên trong cuộc tìm kiếm chén thánh là nghiên cứu thế giới bí ẩn của người Center. Trên con đường tìm đến với châu Âu, người Center đi từ phương Đông sang phương Tây, qua lưu vực sông Danube, dãy Alper, rồi vào vùng đồi núi của trung tâm châu Âu. Họ mang theo mình nền văn hóa, các nghi lễ và phong tục tập quán của họ. Họ đưa vào châu Âu những con ngựa, loài vật đã được thuần hóa từ châu Á. Và họ còn mang tới những đồ dùng bằng sắt, chất liệu được cho là bền hơn đồng. Trong thời đại của người Center, việc chôn cất một hoàng tử cùng với những đồ đạc thuộc quyền sở hữu của người đã trở thành truyền thống. Những vật dụng đó chính là lễ vật dâng lên các vị thần. Chúng đảm bảo rằng ở thế giới bên kia, nơi linh hồn vô hình của người chết tiếp tục sống, vị hoàng tử sẽ không bị thiếu thốn bất cứ thứ gì. Một phần của nghi lễ này là các giáo sĩ sẽ quăng các đồ trang sức xuống những cái hồ bí mật. Trong số đó có cả những thanh gươm, vật được coi là đồ tế lễ quan trọng nhất. Trong hơn 100 hiện vật được các nhà khảo cổ tìm thấy trong những cái hồ bí mật, có cả thanh gươm dài của người Center. Người La Mã vô cùng khiếp sợ trước những lưỡi sắt sắc bén này, bởi vì chúng thường được dùng để tra vào các thanh gươm ngắn, loại vũ khí thích hợp với trận đánh giáp lá cà. Thanh gươm dài của người Center là một loại vũ khí chiến đấu cực kỳ hiệu quả. Nó cho phép các chiến binh giữ một khoảng cách khá xa với kẻ thù. Tại Bảo tàng Trung ương về Đế chế La Mã và Germain tại thành phố Mainz, người ta đang nghiên cứu một thanh gươm dài tìm thấy trong một ngôi mộ của người Center. Lưỡi của thanh gươm được uốn cong. Trong lễ tang, người ta đã cố ý làm cong lưỡi gươm hoàn toàn so với hình dạng ban đầu để vô hiệu hóa nó. Lưỡi gươm này là từ một thanh gươm dài của người Center có liên quan đến câu chuyện về thanh gươm Excalibur, một vũ khí không ai có thể đánh bại với sức mạnh thần bí của nó. Những quyền năng kỳ diệu của nghi lễ được tập trung trong những chiếc bình. Ở vào thời kỳ mà con người luôn phải chống chọi với cái đói, thì chiếc sừng dê đựng đồ tế lễ có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó được đổ đầy thực phẩm bên trong. Bát, bình có tay cầm, ly uống rượu và vạc đều được coi là những đồ đựng thiêng liêng. Câu chuyện đầu tiên kể về chén thánh là một bài thơ miêu tả vua Arthur và tùy tùng mở cuộc truy lùng chiếc vạc, một đồ đựng thiêng liêng. Trong truyền thuyết của người Center, chiếc vạc là một đồ tế lễ mang các giá trị thần bí. Câu chuyện kể rằng cuộc truy lùng diễn ra sau thời Trung Cổ và chiếc vạc trở thành một vật thể thuộc đạo Cơ Đốc. Nhưng chắc hẳn nó phải có một lai lịch ngoại giáo. Theo những gì người Center truyền lại, vua Arthur huyền thoại đã khởi xướng chuyến du hành truy tìm chiếc vạc thần bí. Chuyến đi của ông bắt đầu từ một cái hồ dẫn tới địa ngục, vương quốc của sự chết chóc, người ta tin rằng nằm ở trung tâm của trái đất. Một vị thần đã từ chối không cho Arthur qua cửa, nhưng với sự dũng cảm của mình, ông đã vượt qua được các vị thần và lũ yêu ma. Không những chiến thắng các thế lực cõi âm, ông còn chiếm được chiếc vạc thần bí. Theo truyền thuyết, với việc sở hữu chiếc vạc, ông đã trở thành chúa tể của sự sống và cái chết.
Theo một trong những câu chuyện về chén thánh còn tồn tại cho đến ngày nay, thì chiếc vạc thần bí là vật tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng. Chiếc sừng chứa đầy đủ tế lễ không bao giờ cạn kiệt này, cũng như những thanh gươm của sự sống sẽ được dâng lên các vị thần center, sau đó ban tặng lại cho các vị anh hùng. Những câu chuyện và các nhân vật chính trong đó, cũng như một vài vật thể tiêu biểu nhất đều xuất phát từ các nghi lễ của người center. Người center tin rằng thiên nhiên mang tính thần thánh, từ cây cối, động vật, thậm chí cả những hòn đá cũng có mối liên hệ với con người. Vạn vật đều có linh hồn. Thần tiên, ma quỷ và những nhân vật khác trong các chuyện cổ tích hiện đại dường như đều sống trong thế giới tự nhiên. Họ có thể can thiệp vào số mệnh của con người. Thầy tu người liên lạc được với thế giới bên kia. Người center tụ họp với nhau trong các buổi tế lễ theo thông lệ tại một ngôi mộ kỳ bí. Các thầy tu chủ trì buổi lễ cùng với những người kể chuyện, các nhà thơ, các triết gia đều có khả năng chữa trị vết thương. Những thanh gươm dùng để ban phước lành cho những người ngay thẳng, những người có đạo đức và nguyền rủa những kẻ xấu xa. Sự thần bí và quyền lực của họ được cho là quy phục được thiên nhiên. Theo tín ngưỡng của mình, người center có niềm tin sâu sắc rằng các chiến binh có thể hồi sinh sau khi chết. Người center là những chiến binh vô cùng thiện chiến, phụ nữ cũng như đàn ông, ai cũng có thể xông pha ra trận mạc chiến đấu một cách ngoan cường. Họ cho rằng kẻ thù phải bị chặt đầu để không thể hồi sinh. Việc này có thể sẽ làm sáng tỏ nhiều điều trong câu chuyện về chén thánh. Những hình khắc trên chiếc vạc của người center từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đã cung cấp một vài manh mối cho câu chuyện về chén thánh. Vị hoàng tử ở phía bên trái đang nhấn chìm một chiến binh đã bị hạ thủ vào chiếc vạc theo tư thế đầu hướng xuống dưới. Ở phía dưới là những chiến binh khác đã được đưa trở lại cuộc sống từ vương quốc của cái chết theo một quy trình tương tự. Cũng giống như những người Thiên Chúa giáo sau đó, người center tin vào sự hồi sinh. Quá trình khám phá ngôi mộ của một hoàng tử center ở Hofdorfen, Stuttgart đã để lại một dấu ấn quan trọng trong ngành khảo cổ học. Trong ngôi mộ của vị hoàng tử, người ta đã tìm thấy một chiếc vạc bằng đồng và rất nhiều vật dụng đồ uống khác với quy mô đủ lớn để cung cấp cho một người đang sống. Ở mọi nền văn hóa của nhân loại, việc uống nước đóng một vai trò rất đặc biệt. Trong nhiều hoạt động mang tính chất nghi lễ, việc uống có một chức năng kỳ bí. Chúng ta biết rằng điều này đặc biệt đúng với những người center thông qua những chiếc bình ma thuật. Chúng có thể ban phát sự cứu rỗi linh hồn hay những quyền năng đặc biệt. Tín ngưỡng này tiếp tục phát triển trong ý niệm về chén thánh. Ngày nay chiếc bình vẫn được lưu giữ và mang lại sự cứu rỗi cho các linh hồn. Sau thời kỳ suy tàn của người center, quan điểm về chiếc bình ma thuật vẫn tiếp tục tồn tại và câu chuyện đầu tiên về chén thánh ra đời. Thông qua lễ ban thánh thể, người theo đạo Cơ Đốc có thể ghi nhớ về bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-xu đổ đầy rượu vào ly tượng trưng cho máu của người. Ly rượu trở thành biểu tượng của cuộc sống vĩnh cửu. Những sự kiện xảy ra trong ngày cuối cùng của Chúa Giê-xu đã trở nên nổi tiếng. Câu chuyện Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác đã được kể, viết lại và diễn vô số lần. Nhưng có một khía cạnh khác của câu chuyện ít được biết đến hơn, có liên quan đến chén thánh. Theo truyền thuyết, viên đại úy người La Mã Longinus đã dùng giáo đâm vào bên sườn Chúa Giê-xu, khi đó đã bị đóng đinh vào cây thánh giá. Joseph đến từ vùng Arimathea, một thương gia rất có tư cách và là họ hàng của Giê-xu đã hứng máu chảy ra từ cơ thể người bằng chiếc ly dùng trong bữa tối cuối cùng. Rất nhiều người tin rằng chiếc ly chính là chén thánh mà Đức Chúa đã sử dụng.
Tất cả những điều này đã được giáo hội khẳng định, và chén thánh hay đơn giản là một thứ đồ chứa nước gợi lên các tình tiết cho câu chuyện, được cho là vật chứa máu chảy ra từ cơ thể Chúa Giê-xu mà Joseph đến từ vùng Arimathi đã hứng và đem về từ cây thập ác. Chúa Giê-xu đã được mai táng trong chính ngôi mộ của dòng họ Joseph đến từ Arimathi. Truyền thuyết và tín ngưỡng này đã được dựng lên làm cơ sở cho những câu chuyện hoang đường về chén thánh và kích thích cuộc truy lùng chén thánh mà các hiệp sĩ của vua Arthur theo đuổi. Các hiệp sĩ này đơn thuần chỉ là các chiến binh, nhưng họ cần có một ý tưởng về tinh thần hiệp sĩ trong truyền thuyết kể về vua Arthur. Đó chính là cuộc truy lùng sự tuyệt mỹ tượng trưng bởi chén thánh.